Và bây giờ mình sẽ thử USB cài đặt với một chiếc iPhone, là một chiếc iPhone 7 Plus. Mấy bạn lưu ý là trước khi cài đặt với iPhone thì chúng ta phải cần phải chuyển cái ngôn ngữ chính của cái iPhone về phiên bản tiếng Anh, vì lưu ý là phần mềm hỗ trợ cái USB này không có phiên bản tiếng Việt. Vì vậy thế chúng ta phải chuyển cái iPhone về bằng tiếng Anh để App Store hiểu rằng và lấy cái phiên bản tiếng Anh về. Sau đó khi cài đặt, mấy bạn muốn chuyển thành tiếng Việt hay sao cũng được. Cái iPhone này đã setup sẵn phiên bản tiếng Anh. Đây, khi chúng ta cắm vào thì nó sẽ hỏi hai cái, hỏi là một là đi vào App Store theo cái đường dẫn mặc định của phần mềm, hoặc là ignore, là bỏ qua nó. Bạn nên nhớ là lưu ý là lúc nào cũng nhấn App Store, vào App Store để cài phần mềm. Nếu mà bạn ignore thì vẫn có thể cài đặt. Đây, download về. Nhấn mở lên. Bên đây là cái sử dụng bộ nhớ của máy. Bạn phải chờ vài giây, khoảng lần đầu thì khoảng 5, lần lâu thì khoảng 10 giây. Nhưng mà sau đó thì sẽ nhanh hơn. Đây là một cái USB hoàn toàn trống, dung lượng 32GB nhưng bộ nhớ thực sự là 29.7GB. Trống 100%. Sử dụng cái USB này qua iPhone thì mình thông qua một cái phần mềm trung gian, thì cái phần mềm đó nó sẽ làm các cái công việc như là bạn có thể truy xuất cái bộ nhớ iPhone từ đây. Bạn nhấn cái nút đó thì nó sẽ yêu cầu, nó hỏi là có cho phép truy cập vào Photo Library hay không. Mình sẽ nhấn OK thì nó sẽ hiện lên tất cả Photo Library. Bạn muốn lấy một cái tấm hình nào đó thì dù lấy tấm hình này, bạn nhấn Edit, xong cái nhấn chọn rồi Export External Storage là cái USB, còn Local Storage là cái bộ nhớ của máy, thì mình xuất ra cái External đó, nó chạy xong. Bắt đầu mình quay trở lại cái phần mềm đó bằng cách nhấn cái này, thì mình có thể xem cái bộ nhớ external bằng cách nhấn cái đó. Nó vào photo. Đây là cái tấm hình nó đang nằm trong bộ nhớ của USB. Muốn xóa nó đi thì bạn có thể nhấn cái này. Rồi nhấn delete. Đó, đó là xóa tấm hình nó đi. Ngoài ra thì cái phần mềm này nó có nhiều cái chức năng khác. Ví dụ như là mình chọn cái nút camera. Bạn nên nhớ là khi nó hỏi cái gì bạn cũng phải allow là không cho phép, phải nhấn OK hết. Ví dụ như mình chụp đây một tấm hình thì nhấn Use Photo, nó sẽ hiện cho bạn là nó chép vào bộ nhớ của USB, là tấm hình đó hoàn toàn không nằm trong bộ nhớ của iPhone và nó nằm trong bộ nhớ của USB. Thì muốn xem nó thì mình vô Photo Camera, đây là tấm hình vừa chụp, xóa nó đi, Delete. Ngoài cái chụp hình thì mình cũng có thể quay video giống như vậy, cũng allow quay video. Đây mình không thử ghi âm,
cũng có thể ghi âm và khi lưu là lưu trực tiếp vô USB, không có lưu vào nhớ máy. À, trước mắt về iPhone thì mình sẽ giới thiệu như vậy.